Chào mừng anh em đến với bản tin chuyển nhượng ngày 21 tháng 8 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Những ngày qua, những tin đồn xung quanh việc Liverpool theo đuổi tiền vệ Thiago Alcantara của Bayern Munich liên tục xuất hiện. Giới truyền thông xứ sở sương mù cho biết huấn luyện viên Jurgen Klopp rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha và muốn đưa anh về với sân Anfield. Tuy nhiên, thương vụ này đang phải đối mặt với nhiều vật cản lớn. Đầu tiên là mức giá 30 triệu bảng mà đội bóng nước Đức đòi hỏi. Không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy cho một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 30 và đang ở năm cuối của hợp đồng. Hơn nữa, mức lương 230.000 bảng một tuần của tiền vệ người Tây Ban Nha cũng là một trở ngại không nhỏ. Tiền bạc không phải là trở ngại duy nhất trong việc đưa Thiago đến với Liverpool. Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của The Kop, Jurgen Klopp luôn đề cao sự ổn định trong quản lý và tinh thần chung của tập thể. Việc mang về một cầu thủ ngôi sao đòi hỏi nhà cầm quân người Đức phải cân nhắc kỹ càng để tránh tạo ra những xáo trộn trong phòng thay đồ. Khả năng hòa nhập của cầu thủ vốn có tiền sử chấn thương ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League cũng là một dấu hỏi lớn. Hơn nữa, trong đội hình 1 của Liverpool lúc này có tới 7 tiền vệ trung tâm, bên cạnh Fabinho, Henderson và Wijnaldum là những người thường xuyên đá chính. Naby Keita, Oxlade-Chamberlain hay James Milner cũng rất khát khao được ra sân nhiều hơn trong mùa giải tới. Huấn luyện viên Hansi Flick và chủ tịch Hanhai Rummenigge đều khẳng định rằng Thiago muốn đi tìm một thử thách mới trong sự nghiệp và rất có thể anh sẽ tới chơi cho một câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, liệu Liverpool hay một đội bóng nào khác ở xứ sở sương mù sẽ bất chấp những rủi ro kể trên để mang về một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại? Leverkusen đòi hỏi khoản phí chuyển nhượng 90 triệu bảng với nhà Kai Havertz. Nhưng lời đề nghị đầu tiên từ phía Chelsea còn kém mức phí mà đội bóng nước Đức yêu cầu 20 triệu bảng. Hai bên tỏ ra khá thiện chí ở thương vụ này và Chelsea đã quyết định chi thêm tiền hỏi mua Havertz. Lời đề nghị mà Chelsea gửi đến Leverkusen có giá trị 77 triệu bảng. Đội bóng thành London đang quyết tâm hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này trước khi các cầu thủ trở lại tập luyện trước mùa giải tiếp theo. Hiện tại Leverkusen cũng xuống nước và giảm giá bán Havertz xuống còn 86 triệu bảng. Dẫu vậy, hai bên vẫn còn chênh nhau 9 triệu bảng tiền phí, chỉ cần hai bên ngồi lại và chịu xuống nước một chút là thương vụ sẽ hoàn tất. Nguồn tin uy tín về chuyển nhượng của bóng đá Đức là Jan-Age Forsstad mới đây cập nhật trên mạng xã hội rằng Chelsea đã gửi lời đề nghị 85 triệu euro, còn Leverkusen sẽ chấp nhận bán Havertz với số tiền 95 triệu euro. Các quan chức Chelsea và Leverkusen đã đàm phán được các điều khoản suốt tuần qua và họ sẽ tiếp tục cuộc gặp của mình trong ngày mai. Được biết, Chelsea đã đạt được những điều khoản cá nhân với Havertz về một bản hợp đồng 5 năm. Lampard đã chi tiêu hơn 80 triệu bảng hè này để mang về Timo Werner và Hakim Ziyech. Dự kiến đội bóng London sẽ hướng đến việc chiêu mộ thêm hậu vệ khi thương vụ Havertz hoàn tất. MU đang nghiêm túc theo dõi cầu thủ chạy cánh người Brazil Douglas Costa. Theo Sky Sports, MU đã nhắm đến Costa như một sự thay thế cho Jadon Sancho, người đã không thể tới Old Trafford trong mùa hè này. MU đang cần một cầu thủ chạy cánh phải, có thể đột phá vào phía trong, tạt bóng chính xác hoặc sút xa cũng như liên kết cùng các ngôi sao khác. Và Costa là một lựa chọn chính xác. Cầu thủ 29 tuổi này tuy không có quãng thời gian hạnh phúc ở Juventus, nhưng trước đó khi ở Bayern, anh đã thể hiện được bản thân mình. Nếu được trao cơ hội ở MU, Costa có thể sẽ lấy lại được phong độ như xưa. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Anh có thể sẽ là nguồn cảm hứng mới cho những đường lên bóng bên hành lang cánh phải của Quỷ Đỏ. Vì đã 29 tuổi nên Costa sẽ chỉ được coi là giải pháp ngắn hạn cho Solskjaer. Giá trị chuyển nhượng của anh rẻ hơn rất nhiều so với Sancho và điều này có thể giúp ích cho MU. Trong bối cảnh thị trường vẫn đang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, MU có thể tận dụng tài năng của Costa trong 1 đến 2 mùa giải rồi tìm cách ký hợp đồng với Sancho sau. Nhìn chung, Costa là một phương án dự phòng lý tưởng cho thương vụ Sancho. Tuy không phải lựa chọn hoàn hảo nhất, nhưng cầu thủ người Brazil là lựa chọn hợp lý dành cho Solskjaer. Mùa giải vừa rồi, anh chỉ có tổng cộng 29 lần ra sân cho 3 đầm già trên tất cả mặt trận. Dù vậy, Costa vẫn kịp có được 3 bàn thắng và 7 lần kiến tạo cho các đồng đội. Telegraph đưa tin, Chelsea đang cân nhắc chiêu mộ Thiago Silva theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè năm nay. Trung vệ 35 tuổi đã góp công không nhỏ, giúp nhà đương kim vô địch Ligue 1 và tới trận chung kết Champions League mùa này. Hợp đồng của thủ quân người Brazil với Paris Saint-Germain sẽ đáo hạn khi mùa giải này kết thúc. Theo nguồn tin trên, AC Milan và Fiorentina cũng mong muốn có được sự phục vụ của Silva, nhưng ngôi sao kỳ cựu này lại muốn tới ngoại hạng Anh chơi bóng hơn. Silva đang nhận mức lương lên tới 1,3 triệu euro một tháng tại đội bóng nước Pháp, nhưng được cho là sẵn sàng nhận mức lương đãi ngộ thấp hơn nhiều ở câu lạc bộ mới và đang tìm kiếm một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Với hy vọng gia cố hàng thủ, đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard cũng đã nhắm tới nhiều trung vệ chất lượng khác như Declan Rice của West Ham, Lewis Dunk của Brighton hay Jose Jimenez của Atletico Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Malanga và Van der Beek dự kiến là hai tân binh mà tân huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ chiêu mộ cho Barca hè này. Malanga đã hết hợp đồng với Nice và đang là cầu thủ tự do.
Trung vệ thuận chân trái này hứa hẹn sẽ giúp Barca củng cố hàng phòng ngự và quá phù hợp với họ ở khía cạnh tài chính do Barca đang gặp khó khăn về kinh tế. Ở tuyến giữa, Van der Beek có thể sẽ đến Camp Nou và tái hợp với người đồng đội cũ ở Ajax là Frankie de Jong. Tiền vệ 23 tuổi này giàu tiềm năng mà phí chuyển nhượng lại không cao. Sự có mặt của Van der Beek sẽ giúp cho de Jong có đối tác ăn ý và sẽ giúp cải thiện hàng tiền vệ nói chung. Donny Van der Beek là mục tiêu theo đuổi của cả châu Âu trong suốt 2 năm qua. Đặc biệt từng rộ lên thông tin cho rằng Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ này từ Ajax với mức giá 55 triệu euro. Ngôi sao người Hà Lan sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên cho tới bây giờ, thông tin trên có vẻ chỉ là ảo khi mà Real cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Họ có khả năng sẽ tận dụng nguồn lực vốn có như trao cơ hội cho Martin Odegaard hay là Dani Ceballos thay vì chi một khoản lớn để mua Van der Beek. Theo Metro, Alaba vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình với Bayern Munich, dù câu lạc bộ này khẩn khoản muốn ký thêm với anh một bản hợp đồng dài hạn. Vấn đề của Alaba không phải là tiền, thời hạn hợp đồng hay xuất ra sân. Đã có lần ngôi sao người Áo chia sẻ, anh muốn ra đi là để tìm kiếm thử thách mới. Hiện tại, Alaba đang trong tầm ngắm ba đội bóng Premier League gồm có Man City, MU và Chelsea. Như vậy, sau khi mùa giải 2019-2020 khép lại, Bayern Munich nói lời chia tay với Alaba và Thiago. Alaba gia nhập Bayern Munich từ năm 17 tuổi. Trong suốt những năm thi đấu tại Bayern Munich, cầu thủ người Áo có được cho mình 9 chiếc vô địch Bundesliga, 5 cúp quốc gia Đức và 1 Champions League. Màn trình diễn cùng Leipzig giúp cho Dao Upamecano trở thành một trong những trung vệ được săn đón nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Hôm 31 tháng 7, Dao Upamecano chính thức dạng hợp đồng với Leipzig đến hè 2023. Một chi tiết đáng chú ý theo tờ AS Tây Ban Nha là điều khoản giải phóng hợp đồng mới của Dao Upamecano chỉ 45 triệu euro, thấp hơn mức 60 triệu euro trong hợp đồng cũ. MU muốn tận dụng cơ hội này để có Upamecano với giá phải chăng. Một khi thuyết phục được trung vệ 21 tuổi, Quỷ Đỏ chỉ cần nộp hồ sơ giải phóng hợp đồng lên Bundesliga. Tuy nhiên, MU sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Real trong thương vụ này. Theo tờ AS, huấn luyện viên Zinedine Zidane đang rất quan tâm trung vệ 21 tuổi của Leipzig. Ông muốn Upamecano trở thành người thay thế cho Sergio Ramos trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại, Sergio Ramos đã 34 tuổi và chỉ còn 2 năm hợp đồng với Real. Real hiện đang có hai trung vệ khác là Varane và Militao. Sự có mặt của Upamecano chắc chắn tạo thêm sức cạnh tranh và chiều sâu cho đội hình của Los Blancos. Giá trị chuyển nhượng của Upamecano hiện tại khoảng 40 triệu bảng. Theo kê viết Juan Gato của Cadena Cope cho biết, Diego Costa đang ở rất gần AC Milan. Tiền đạo người gốc Brazil đã chia sẻ với bạn bè sau thất bại tại Champions League rằng anh sẽ tới Milan. Với những mâu thuẫn trước đây với huấn luyện viên Conte tại Chelsea, thì nhiều khả năng điểm đến tại Milan của Diego Costa sẽ là AC Milan. AC Milan hiện đang sử dụng Zlatan Ibrahimovic ở vai trò trung phong. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển đã 38 tuổi và chắc chắn không thể thi đấu đỉnh cao lâu dài nữa. Sự bổ sung Diego Costa là điều cần thiết với Rossoneri thời điểm này. Atletico Madrid một lần nữa khẳng định với Arsenal rằng họ muốn nhận đủ 50 triệu euro số tiền phá vỡ hợp đồng của Thomas Partey thì mới để cầu thủ này ra đi. Họ không muốn thực hiện chuyển nhượng theo dạng trả góp hay cài cầu thủ. Với gần 200 trận ra sân thi đấu cho Atletico trên mọi mặt trận, huấn luyện viên Diego Simeone có lý do để cứng rắn với thương vụ này. Về phía Arsenal, 50 triệu euro là con số khá lớn với họ vào lúc này. Pháo thủ đang gấp rút bán đi những cái tên thừa mứa như Skoran Mustafi, Guendouzi và Lucas Torreira để có đủ tiền đưa Partey về sân Emirates. Tuy nhiên, mức giá của các cầu thủ này cũng không hề thấp khiến việc đẩy họ ra đi không hề đơn giản.